Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món phô mai que chiên giòn nhé. Chúng mình cùng vào bếp nào. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị gồm phô mai, bột chiên xù, bột chiên giòn và một quả trứng. Chúng ta bắt tay vào làm các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là thành phẩm của mình nhé. Bánh bánh phô mai que chiên giòn rất là ngon các bạn ạ. Trong ngoài vỏ thì giòn, trong lõi thì thơm mềm béo ngay vị phô mai. Các bạn hãy làm cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.